Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày rét đậm rét hại, hôm nay nhiệt độ đã tăng ở miền Bắc, nắng ấm đã xuất hiện ở nhiều nơi. Tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận vẫn còn có mưa, mưa vừa. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Các tỉnh từ Nghệ An cho tới Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi. Từ chiều mai sẽ có mưa nhiều nơi. Khu vực phía Nam từ Quảng Trị cho tới Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận nhiều mây. Riêng phía Bắc, tức là từ Đà Nẵng cho tới Khánh Hòa, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Tại khu vực Đông Bắc, không khí lạnh có cường độ ổn định sau đợt tăng cường yếu, nên thời tiết có mưa vài nơi, trưa chiều trời hưởng nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ ở vùng núi, 14 đến 16 độ ở trung du và ven biển. Nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 14 độ ở vùng núi và 18 đến 21 độ ở trung du và ven biển. Và bây giờ là phần dự báo chi tiết các khu vực của Hải Phòng đêm nay và ngày mai.